What? Ủa? Mình đang ở đâu vậy? Sao chỗ này? No! Lại là nhà giam mà. Sao lần nào mình đi tới đâu là bị nhốt tới đó vậy ta? Ủa mà đây là nhà giam của ai mà lại có màu hồng vậy? Tù nhân quý giá của ta. Bà cảnh sát này bà nói gì vậy? Ê, sao nhìn bà này thấy quen quen quá ta? Ui, khoan từ từ, để mình coi. Ơ, nhà giam mà có bánh kem mà. Hôm nay sinh nhật của ai mà sao có bánh... Oh no, mình bị dán tờ chi... Bạn ơi, và người ta bỏ ra $1,000,000 để gọi là bắt mình. Oh what? Ơ, đây có phải là... Trời ơi các bạn, đây chính là ông cảnh sát siêu mập thích xì hơi Gary mà. Ồ, rồi, mình hiểu. Ui, trên mặt của ông toàn là dấu son môi không? Rồi, mình hiểu rồi. Đằng kia chính là bạn gái của ông các bạn ơi. Mình không biết cái gọi là bà cảnh sát này tên là gì, nhưng mà chắc chắn là bạn gái rồi. Vì các bạn thấy nè. Ui, nhưng mà tại sao ông Gary lại bị nhốt chung với mình ta? Rồi, chắc gọi là trốn bạn gái đi chơi và cái kết bị nhốt chung ở trong này luôn các bạn. Ông đây, ông cảnh sát siêu mập Gary này các bạn ơi. Để mình xem coi. Ở đây hình như là cái... À, người ta kêu mình ăn cái bánh kem này. Mình sẽ thử ăn xem như thế nào. Ngon. Ồ, một dụng cụ gì đó. Một cái muỗng các bạn. Một cái muỗng khổng lồ. Làm gì ta? Ê, hình như mới phát hiện ra mình ăn hết cái bánh của bà rồi. Không được coi. Đây là toilet. Chẳng lẽ nào đào toilet à? Không được, toilet thúi lắm. À, có cái hố sẵn nè các bạn. Ý, vô. Đào thôi. Xuống. Why? Ồ, chúng ta thoát rồi. Van Connector. Rồi, chúng ta đang ở trong một cái gọi là một cái giống như cái đường ống thông gió bạn. Không phải, cái đường này là cái gọi là một cái chỗ mà mình đã thoát được. Yeah, chạy thôi. Ôi, ui, cái này nó lắc như vậy. Nó rớt à. Ôi, bà phát hiện ra rồi. Vậy làm sao ta? Được rồi, mình sẽ hết đường rồi các bạn ơi. Đường này là đi xuống lava luôn ấy. Vậy là mình chỉ còn đúng một đường này thôi. Oh no. Hello, ui. Ê, bà đi rồi các bạn. Chỉ là một cái hình nộm để gọi là hù tù nhân thôi các bạn ơi. Đây chính là hình ảnh gia đình của bà cảnh sát. Đây là bà cảnh sát. Còn đây có thể là anh trai của bà. Còn đây là một con robot à. Đây có thể là em trai. Còn đây là ai đây mà bự vậy? Nói chung là đây là gia đình của bà cảnh sát các bạn ơi. Rồi, bây giờ là chúng ta tiếp tục. Ôi, bà đứng, bà đang nhìn ông nhòm kia. Nhảy qua, núp vô. Không thấy mình đâu. Đấy, bây giờ tụi mình đi này xuống à. Ê, không thấy nha. Rồi, mở cửa. Cái gì đây? Yeah. Ô, ông cảnh sát lại ngồi đây à. Ông ta đang trốn cùng mình các bạn ơi. Tội nghiệp. Có một người bạn gái gọi là hạ quá là hung dữ, nên là ông sợ quá, ông phải chạy luôn rồi các bạn. Rồi. Đã thiệt. Wow. Mình vượt qua được gọi là cái laser luôn các bạn. Rồi, tiếp tục nha. Ê, quay. Nói nhỏ thôi. Bà đang thấy được cái... Bà đang xem hình ảnh những người gọi là trốn khỏi nhà giam nè. Và cái hình của mình là hình bự nhất luôn mới ghê chứ. Thôi, chạy. Rồi. À, no. Bà... Chạy, sao rớt đúng chỗ vậy? No, đừng. Ai, tha cho tôi đây. No, why? Đường nào, ai? Trời. Ui, bà rớt rồi các bạn ơi. Cái này nó cứ mở lên mở xuống vậy sao qua? Ê, qua, ôi, wow, suýt tí rớt rồi. Rồi, đẩy cái này ra các bạn. Rồi, ơi, cái gì đây? Ui, cái gì đây? Oh no, cái gì đây? Criminamita, go away. Kìa, đó chính là anh trai của bà. Ui, anh trai nhìn đâu vậy? Sao mà chạy qua được? Từ, các bạn ơi, đây là cái phòng gọi là dành cho những gọi là người gọi là cai ngục ở đây. What, các bạn nhìn kìa, đồ ghê chưa? Ôi, có camera đi nè, hàng gì nãy giờ bị phát hiện là đúng rồi. Chạy thôi, cửa này mở được không? Không mở được, đường nào đấy? Đường này. Yeah, mở được rồi. Bây giờ là cái phòng này là cái phòng. Ơ, có một người tới gọi là cứu tụi mình nè. Cứu tụi tôi với. Giờ sao? Hướng nào? Hướng này hả? Rồi, bỏ hướng này các bạn. Khoan đã, từ. Hướng này làm gì? À, bên... Ông này không cho mình chứ. Hướng này mà ông chỉ bên hướng kia. Quế thiệt chứ. Rồi, từ, mình sẽ đặt cái này xuống. Rồi, từ nha, để leo lên xem được không. Leo lên, ôi khó leo vậy. Rồi, từ nha. Rồi, mở ra. Lên, yeah, qua được rồi. Chúng ta chui từ toilet rồi nè. Đây,
tụi mình vẽ cái hình nè các bạn, ghi là núp nhưng mà chỉ vào hình của gọi là bà cai ngục. Rồi bây giờ mở toilet ra coi. Mở ra. Ui! What? Trời ơi, bà cai ngục đang đi chèm toilet các bạn ơi, là tụi mình mở cửa ra phát hiện ra chạy. Ê! Đứng đây. Mày đi có ai không? Ai mà nỡ lòng nào mà đi cái chỗ này. Ôi trời. Sao nó lại có thể to đến như vậy trời? Đây là một cái cục gọi là cái cục siêu to khổng lồ mà từ trước tới giờ mình mới thấy đó. Ôi chạy thôi. Ui. Ghê quá các bạn ơi. Ai đi toilet mà không có ai, chắc là anh trai của bả nên là đi cái cục mà gọi là nó bự đến vậy đó các bạn. Ui. Rồi qua lại. Nhanh. Mình cũng đang cố gắng vượt qua. Ê, cái này nó rung là rõ ràng nó sẽ gọi là đại hay chưa? Nhảy không qua nhanh là nó gọi là nó rớt xuống liền. Cái này thì sao? Ôi. Ui cái này. Hình như cái này là nó thụt xuống các bạn ơi, chứ nó không có rớt. Vẫn qua được các bạn ơi. Rồi xuống thôi. Quay. Bà cảnh sát đang ngủ các bạn. Ủa thanh niên này đang kêu mình cứu à? Từ đang ngủ nè. Mấy cái đồ che mắt nè các bạn thấy không? Thấy cái đồ che mắt không? Trời ơi đang ngủ mà che mắt lại nữa. Ông này sao muốn cứu à? Được tôi cứu ông ra. Rồi ra ngoài đi. Ôi phát hiện rồi. Chạy. Cứu ông này ra luôn. Rồi cản đường bả giúp tôi đi. Đúng rồi. No. Trời ơi không được rồi các bạn ơi. Vô. Rồi kia cản đường bằng cái xe này. Yes. Hay quá. Trời ơi bị băng cái con mắt lên nè các bạn. Ghê quá. Rồi tiếp tục đi nào. Chìa khóa khổng lồ, cánh cửa khổng lồ, mở ra nào. Yeah, tuyệt vời. Yes, thoát rồi các bạn. Đây chính là chiếc xe lửa gì đây? Hop on train now. Rồi let's go. Lên. Let's go. Đi tôi nào. Chúng ta đang lái xe lửa các bạn ơi. Có khi nào gặp rồi Thomas the Train ở trong đây không trời? Đây mình đang lái xe lửa nè, để xem coi như thế nào các bạn. Chạy thôi. Cứ giờ cắm đầu mà chạy thôi các bạn ơi. Chúng ta đang gọi là trốn khỏi chỗ này. Ê, nữa hả? Ai. Bà nào đây? Rồi. Đây có thể là em gái của bà cảnh sát. Các bạn thấy nè, đang ăn rất nhiều luôn. Ây da, hàng gì hơi bị bí phèo nè các bạn. Bây giờ là cái gì đây? Gap wheel à. À đây, xuống cái mập. Ê, đừng. Ây da. Yo. Các bạn thấy bà này bà mập lên không? Bà mập lên rất nhiều luôn. Rồi, xong. Why? Vì quá là mập cho nên là hả bà ta đã bị gọi là hạ bị gì luôn rồi các bạn ơi. Rồi, hay quá. Qua rồi, rất khó bạn. What? Biến thành người sáu tay nè. Được không? Trời ơi, tốn tiền. Biến thành sáu tay bốn chân các bạn. Nói chung là rất là nhiều đồ. Ê, lên xe nè. Thôi cái đó không được thì chúng ta đi thôi. Let's go. Wow, cái xe này ảo kìa bạn. Cái xe này nó gọi là nó tung cánh được luôn nè. Có thấy ghê chưa? Cái xe này ghê chưa? Đấy, các mình khi mình bay á, nó tung ra đó bạn. Đấy, ghê chưa? Wow, xe ảo thiệt. Đường còn dài quá các bạn ơi. Mấy cái bẫy này nó nhiều bẫy. Ghê luôn ấy. Rồi, mình đừng qua rồi. Cái gì? Don't go, don't have, run. Vậy là bây giờ một vô đây là mình có thể ra ngoài được. Còn không thì mình sẽ không ra ngoài được các bạn ơi. Vô, chơi luôn. Cái gì vậy? Ui. Thì ra đây chính là, trời ơi, Bang. Các bạn nhìn cái ông này nhìn giống cái con quái vật trong Bang không? Bây giờ nhiệm vụ chúng ta cần phải tìm được một cái viên này nè các bạn. Đấm cái chỗ này để mở ra. Đấm đó, nè ra em ơi. Nè ra. Đấm à. Chưa. Rồi, bây giờ mình cần phải tìm một cái gì đó. Hình như là cái đoạn này. À đây. Thấy rồi. Đi ra đây. Đấy, lên. Không được rồi. Thấp quá. Lên một lần nữa. Rồi, nhảy lên. Rồi, vô được rồi. Hình như qua đây là mình sẽ lấy được cái viên gì nè các bạn. Đúng không? Chuẩn chưa? Đây, nó được giấu ở đây nè các bạn ơi. Rồi, ngon lành. Rồi, đi xuống đây. Xuống đây. Đây, ha ha, bang đúng không? Bang nè. Bang nè. Đi vô khác chơi. Wow, không ngờ đây chính là cái nhà giam của bang luôn các bạn ơi. Chuẩn ghê luôn. Quay. Đi đây. Bây giờ là chúng ta lại tiếp tục qua được một cánh cửa nữa. Và nó ghi mình là turn back, là chúng ta sẽ phải quay lại chỗ cũ. Quay lại chỗ cũ hay sao đây?
chơi luôn chứ quay lại cái làm cái gì. Mình sẽ bắt con cua thiệt là nhanh cho bạn coi nè. Đoạn này nó coi chung là mình qua được luôn nè. Ấy ghê chưa. Oh no. Bây giờ các bạn chọn ai đây? Bà cảnh sát rồi bạn gái của ông cảnh sát siêu mập Gary hay là chọn ông Gary đây? À, đây chính là ngẫu nhiên. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn. Mình thì nói chung là con trai thì phải chọn màu xanh, nhưng mà mình lại thích màu hồng các bạn à. Chơi luôn. Let's go. Oh no. Oh no, sai rồi. Vậy là chọn cái này mới đúng nè. Let's go. Oh. Cái gì vậy? Sao hai đứa này nó nhỏ xíu mà nó tập gym mà nó đô cơ bắp bia trời. Cái ôi ôi. Con gấu bông nó bứt cơ luôn. Bên này đang tập thể dục các bạn ơi. Fire the button. Fire the button để mở cửa. Fire the button. Fire the button đâu? Đây đừng có để nó phát hiện nha, đừng để nó phát hiện nha, đừng có để nó phát hiện. Rồi rồi rồi. Fire the button rồi. Chạy. Ôi, đây có thể là cái chỗ huấn luyện mấy đứa này nè các bạn ơi. À đây phòng gym các bạn ơi. Chúng ta đang ở phòng gym. Ôi ôi. Wow, chạy. Ơ. Cái gì vậy? What? Ơ, ui. Ông đang tập gym các bạn. Trời sao? No, chạy. Ý ông đứng im rồi. Rồi, bấm nút. Yeah, bye bye. Đi xuống thang máy rồi các bạn ơi. An toàn rồi. Ngon lành. Ơ. Cái gì vậy? Oh no, chính là ai. Ui. Rồi xong rồi các bạn. Ngu người, giống y như cái con gọi là gió Jumbo ở trong bang luôn. Đây là cái hang động các bạn ơi. Vậy là cần phải có cái muỗng để múc. Ê, ghê vậy. Rồi vậy có bảy à. Bảy nhiều đấy, múc ra. Rồi tiếp tục. Cái đoạn này thì các bạn mà bảy quá trời luôn. Đây, cái này là hình gọi là những người này đang gọi là đánh nhau với bà cảnh sát nè các bạn. Ghê cho ở đây bảy nhiều lắm, hồi qua cho chắc. Wow. Ui sao toàn là mấy cái này không vậy? Ui bà cảnh sát kìa. Có một con quái vật cổ siêu dài. Giống như bang bang luôn các bạn. Qua. No. Bye bye, đi đây. Không bắt được tôi đâu, dễ gì bắt được tôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ leo lên cái xe này. Woo. Đi thế nào. Đây là xe của hầm mỏ các bạn ơi. Trời ơi bốc đầu luôn ghê vậy. Từ thôi, chạy từ thôi. Đấy, ui rồi ôi, chạy lệch con ngoại luôn. Trời ơi, là chạy xe kiểu gì vậy trời. Wow. Ghê chưa. Nó đã tăng tốc để vượt qua bạn ơi. Bây giờ chúng ta đang một cái đoạn đường rất dài các bạn. Mình không hiểu tại sao mà nó có thể dài đến như vậy luôn ấy. Kìa. Hình như là. What? Ai vậy? Bà cảnh sát à. Hello bà cảnh sát. Bị sao bà khóc vậy? Oh what? Wow. Shot. Đánh nhau đâu. Ai đừng. Đây chúng ta đang gọi là đánh nhau với bà cảnh sát này. Tiếu hiện các bạn. Ây da. Này vui quá bạn ơi. Này thì vui. Ôi thanh niên ra đánh nhau với mình luôn kìa. Vô cố lên em ơi. Cố lên. Ui bây giờ mình đứng đây mình đánh đâu. Này thì. Ấy các bạn phải chạy nha các bạn ơi. Chứ đứng gần lại đánh là không được. Giống như mình nè các bạn thấy chưa. Thất bại ngay lập tức. Rồi tiếp tục. Ơi. Ô. No. Wow, bà ta biến thành robot rồi. Robot nè. Robot phải chạy nha các bạn. Các bạn thấy mình chạy là cũng có lý do hết á. Nãy mình đứng lại cho bạn coi thử rồi đó. Không solo được đâu. Bà ánh sáng này mạnh lắm. Đấy, các bạn thấy trên cái người của cái robot của bà không? Nó đang bị hư kìa. Come on. Đấy. Trời ơi, sao trâu vậy? Con robot đang bị hư hại rất nhiều rồi các bạn. Và mình cũng đang cố gắng vượt qua. Cố lên nào. Đấy. Sắp được rồi. Một lần nữa. What? Yeah. Woo! Hạ gục được bạn rồi, được robot của bạn cảnh sát rồi các bạn ơi. Yeah, ủa bay đâu rồi? Lên thiên đàng luôn à. Bà ta lên thiên đàng luôn rồi các bạn ơi. Bye bye. Rồi.